Rồi, mắm kho, cà rô, gạo, củ gạo thấy không các bạn? Mắm kho nè, cà rô kho, một cái gồm. Tiêu dài, tên này cay lắm. Rồi chào cả nhà nha. Bữa nay mình làm mắm kho có thịt bà gọi nè, mấy cái rô, cái chê nè, với mắm. Rồi giờ mình sắc xả trước đi. Rồi luộc mắm gì đây được nghe mình đổ ra nha. Rồi cái này sao rồi xong xào xả ớt rồi mình đổ xả vô. Cái này còn nắng quá, nắng nó chói chói quá trời chói luôn. Chiều xào thịt cho nó săn lại cái mình đổ mắm vô. Vô rồi xong. Đậu bắp vô, đậu cải vô, rồi nêm nếm luôn nha, đường, ngọt. Múc ăn nè, mắm kho, cà rô bắp, ớt, cay gô, gô kho mắm. Ừ.
Rồi xong Rồi, chào cả nhà nha, nãy giờ mình cũng làm mắm kho xong hết rồi nè. Cái gô. Rồi. Rồi mời cả nhà ăn cơm với mình nghe. Mời cả nhà. Cá gô. Chuối đập ngon lắm. Thịt ba gọi thịt chuối nó đầu mới gồm béo. Cháo đậu bắp trắng à. Củ tỏi. Cà kho. Dầu đắng. Chấm mắm kho ngon. Đồng cá rô muốn tạo nữa. Cái gồm rất mắm mà rất nhiều
đập á, ăn mắm ngon, ăn bắt bắt. Cục ba gọi luôn, chà bá luôn. Rồi kết thúc video tại đây, chào cả nhà, hẹn gặp lại, xin chào.